Xin chào tất cả các bạn, mình là Tuấn, bên công ty thương mại và dịch vụ Habicom Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái counter và cái encoder của hãng Hanjiang. Thì mình ứng dụng cái này vào trong cái việc mà đọc ra cái vị trí của bàn máy bao giường ấy, những cái máy vạn năng cũ ấy, thì khách hàng yêu cầu là làm sao để học được ra cái vị trí của bàn máy mà yêu cầu là tiết kiệm mà đơn giản. Ngoài việc dùng BOC, HMI và encoder để đọc về, dùng high speed counter để đọc về, thì là mình có thể sử dụng đồng hồ loại của Hanjiang này và kết hợp với encoder nữa thì cũng khá là đơn giản để đọc được ra vị trí của bàn máy. Ở đây mình làm đọc vị trí ba trục của máy bao giường. Thì đây là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách setup của một bộ, demo cho mọi người xem. Đây là hộp của nó, thì bỏ qua một bên, mình bóc qua rồi. Đây là thiết bị ở bên trong hộp. Thì trước tiên là giới thiệu về cái đồng hồ này. Cái đồng hồ này, cái này là counter và timer. Cái này sẽ có hiển thị được mấy chữ số đây, 2, 4, 6 chữ số. Đó. Và mặt đồng hồ đây thì cũng khá là nhỏ gọn. Đồng hồ thì chắc chắn, để gá đặt trên mặt tủ thì cũng tiết kiệm diện tích. Nói chung là mình thấy khá là ok. Còn đây là encoder. Encoder loại này là loại bao nhiêu đây nhỉ? Để mình xem nào. Loại encoder này là loại 1000 sung. Đây, 1000 sung này, số 1000 đây. Loại này là phi 8, trục này phi 8 này. Loại này là loại nguồn cấp là từ 12 đến 24 VDC. Đó, đây, power 12 đến 24 VDC. Này là mã của nó rồi. Nhà mình quan tâm đến khi mà nắp encoder, mình quan tâm đến cái phần connection này. Thì dây nó có encoder, mình có 3 pha A, B và Z. Và hai dây cấp nguồn là dây cộng V và dây không, dây cộng V và dây 0V. Thì ứng với dây màu nâu là cộng V, dây màu xanh da trời là 0V. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là đấu nối làm sao được cái encoder này với cái đồng hồ này để thực hiện cái chức năng đó. Đây mọi người chú ý, nha, phần đấu nối này thì là nguồn cấp cho đồng hồ, là cấp vào chân 4 và chân 5. Đây, cấp vào chân 4 và chân 5, hai chân này đây. Mình có nguồn 220V và hạ vào chân này và chân này. Đó, xong. Mình quan tâm đến chân 6, chân 7, chân 8 và chân 9. Thì chân 6 mình sẽ đấu một pha của encoder. Chân 6 thì mình sẽ đấu vào pha A. Chân 6 mình sẽ đấu vào pha A của encoder. Chính là dây màu đen. Chân 7 mình sẽ đấu vào pha B của encoder. Đây, nó là CP1, CP2. Chân 7 mình sẽ đấu vào pha B của encoder. Chân 8, ở đây nó ghi là đầu ra nó là 12 VDC và 200mA max. Và chân 9 là 0V. Thì chân 8 này mình sẽ đấu với dây. Đây, các bạn để ý trên encoder. Chân 8 rồi. Chân 8 thì các bạn sẽ đấu với dây màu nâu là cộng V. Và chân 9 thì các bạn sẽ đấu với dây màu xanh da trời là 0V. Thì vừa rồi là cái phần hướng dẫn các bạn đấu nối. Nếu các bạn có thắc mắc gì cứ comment, thì mình sẽ chụp ảnh chi tiết cho các bạn xem. Đây, nhìn như này sơ đồ khá rõ nét rồi. Và đây là encoder. Đây, quay cái đầu này lại cho mọi người xem. Đó, thì mọi người nhìn như này so sánh nó sẽ biết cách đấu nối ngay. Phần đấu nối thì đơn giản thế thôi, không có gì khó khăn cả, xem sơ đồ là biết. Đây là cái phần tài liệu hướng dẫn. Cái tài liệu hướng dẫn này thì nó rất là dài, đọc nó năng nhằng lắm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp cấp nguồn vào đồng hồ. Mình hướng dẫn các bạn trực tiếp luôn. Đây, đồng hồ này sau khi cấp nguồn vào thì cũng rất là đẹp, nhìn mặt cũng không đến nỗi, khá là đẹp, khá là ok.
Nói chung là dùng các ứng dụng đơn giản. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt. Thì encoder của mình bây giờ mình cần biết là loại bao nhiêu xung. Loại encoder của mình đây là loại 1000 xung trên một vòng quay. Thì để cài đặt thì đầu tiên là các bạn sẽ nhấn vào nút mode này, nhấn và giữ trong vòng 2 giây. Nhấn giữ này. Đó sẽ hiển thị ra. Đây, cái đầu tiên này nó là function mode. Function mode này thì các bạn sẽ phải chọn chế độ là counter hay timer. Đây, các bạn sẽ chuyển chọn được là counter hay timer. Đây là chọn timer này, đây là chọn counter này. Mình đọc encoder này, mình đọc con encoder này nên là mình sẽ phải chọn là counter. Chuyển qua tiếp theo. Chế độ này. Chế độ này là input mode. Đây là input mode. Có nghĩa là chế độ đầu vào. Chế độ đầu vào thì theo như tài liệu hướng dẫn thì đối với khi mà sử dụng với counter khi sử dụng với encoder thì các bạn sẽ phải chọn là UDC hoặc là UDF. UDC hoặc UDF. Đây nó có UDF nhưng đây mình chọn là UDC. Được rồi. UDC. Được chưa? Bởi vì bài toán của mình yêu cầu là mình đặt giả thiết là bước vít me là 1 cm, là 10 mm chẳng hạn đấy. Thì là khi mà encoder này sẽ được gắn cứng trục với trục của máy phay của máy bào giường gì đấy. Thì khi mà encoder này quay được một vòng thì cũng ứng với bàn máy là đi được 10 mm. Chẳng hạn là như thế. Thì tí mình cài xong thì mình sẽ thử quay encoder này một vòng xem trên đồng hồ này có hiển thị được 10 mm hay không. Yeah. Phần này là chọn input mode là đã xong nhé, chọn UDC nhé. Tiếp theo là mình vào phần mình nhấn tiếp nút mode này. Nhấn tiếp nút mode này. Đây là đến cái phần mà cài đặt là output mode. Output mode này thì mình không quan tâm bởi vì mình chỉ cần đọc cái con encoder này thôi mà. À, mình chỉ cần đếm với con encoder này nên bỏ qua. Tiếp theo đây là cũng là phần output. Mình bỏ qua luôn. Đây cũng là phần output, set output. Và đây là cái phần mà liên quan đến tốc độ. Thì các bạn đọc đặt cho mình là ở cái là 10i. Đặt ở cái mức cao nhất này cho mình. Tiếp theo là đến cái phần mà press scale. Press scale này. Đó, thì các bạn sẽ cái phần press scale này nó rất là quan trọng. Nếu mà không đặt đúng cái phần này thì các phần sau sẽ không đạt được. Sẽ không cài được cái tỷ số. Tại sao mình lại nói cài tỷ số thì lát nữa sẽ có cái phần mình sẽ chỉ cái phần đấy. Làm sao để cài được ra cái tỷ số đúng để khi mà quay được đúng một vòng. Khi quay được một vòng thì là đồng nghĩa với việc là sẽ hiển thị được là 10 mm. Sẽ hiển thị được là 10 mm. Thì cái giá trị press này nó là số mm trên xung sau khi đã quy đổi. Đó, các bạn nhớ nhé, là số mm trên xung. Có nghĩa là một xung thì là chạy được bao nhiêu mm. Đó, thì là bây giờ trục vít me của các bạn đây. Mình sẽ ghi ra như nào nhỉ, mình để đây mình ghi nhé. Chờ một chút, thôi đây, mình nói luôn được. Trục vít me của các bạn có bước vít me là 10 mm chẳng hạn đấy. Và đây cái encoder của các bạn đây là loại 1000 xung. Là 1000 xung đây, mọi người nhìn có rõ không? Đây là 1000 xung. Thì là các bạn sẽ lấy 10 trên 1000 thì sẽ ra là 0.01. 0.01 đúng không? Thì là các bạn sẽ nhập vào, đây nó bị mất rồi. Nếu mà các bạn mà để lâu không ấn ấy 60 giây ấy, thì nó sẽ tự động trở về cái màn hình này. Bây giờ mình phải nhấn lại. Đây, đến phần đấy. Đây. Thì là các bạn sẽ tìm được ra cái tỷ số là 0.01 mm trên một xung đúng không? Đó. Thì là các bạn sẽ nhập vào đây là 0.01 và các số này là 0 hết. Được chưa? Làm sao để nó được 0.01 thì ở đây các bạn chưa điều chỉnh ở đâu, phải đến giá trị sau này. Giá trị sau này là PDOT. Thì các bạn sẽ điều chỉnh ấn nút này.
để điều chỉnh vị trí của cái dấu chấm này làm sao để nó được 0,01. Đây mình điều chỉnh này chưa được đúng không? Bây giờ phải điều chỉnh ra. Đây em qua rồi. Đó, đây là 0,01 đúng không? Đấy, đây là tỷ số là 0,01 mm trên một xung. Tiếp theo, nhấn nút mode tiếp theo. DOT. Đây cái DOT này là điều chỉnh cái dấu chấm này, mình sẽ điều chỉnh cái dấu chấm này để hiển thị sau dấu chấm mấy chữ số. Đây tí nữa mình sẽ đọc được là đúng đến là 0,01 mm luôn. Cái này. Đây. Tiếp theo. Mấy cái này là cái gì đây? Reset. Cái này mình bỏ qua. Cái này là nó hỏi là chọn chế độ là khi mà mất nguồn thì nó có lưu giữ lại cái giá trị hay không. Đây mình chọn là save là có lưu giữ. Tiếp theo cái này bỏ qua. Đây là lock thì mình là chọn lock on, là lock tất cả thông số. Qua đây cài xong. Cài xong như này, ví dụ bây giờ mình quay cái này cho nó về 0 đi. Mình quay cho nó về 0. Đây nó trừ 10 mất rồi. Đây. Đây, hơi bị khó về 0. Đây, ví dụ nó gần 0, khó chỉnh quá. Thì khi mà mình quay cái encoder này đúng một vòng thì là nó sẽ quay được 10 mm. Bây giờ nhá, mình sẽ quay nhé. Khi mà quay một vòng, quay một vòng này, đây là quay ngược mất rồi. Đây cho về không đã, rồi không chưa. Đây là 0,0 nhé. Khi mình quay một vòng này, đây. Quay một vòng nhé, quay một vòng này, tăng dần này, 0,7 mm này. Tiếp theo này, 1 mm, 1,1, 1,2 này, chưa được một vòng này, lên đến 2 này, 3 này, 4 này, tí ăn lát được một vòng thì sẽ được đúng 10 mm luôn, 8, 9, 10 mm, mình quay quá một đoạn rồi. Nó sẽ được là 10 mm luôn. Quay đúng một vòng thì nó sẽ được ra đúng là 10 mm luôn. Thì mình cài như này là nó đã đúng đến là 0,01 mm luôn. Đó. Thì vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn sơ qua về cách dùng, cách đấu nối cũng như là setup làm sao để cái counter Han Zhang này GE4P61 này kết nối với cái encoder này để đọc cái vị trí của trục máy. Thì nếu như mà bên phía công ty nào mà có nhu cầu mà đọc hiển thị vị trí của trục máy thì liên hệ với bên phía công ty thương mại và dịch vụ Havincom Việt Nam. Thì bên phía công ty thì sẽ cung cấp giải pháp, ví dụ có thể sử dụng BOC, HMI, bộ đếm tốc độ cao để đọc ra hiển thị lên màn hình, hoặc là đơn giản là có thể sử dụng đồng hồ này để đọc vị trí. Cảm ơn tất cả các bạn. Nếu mà mọi người có gì thắc mắc thì liên hệ, thì mình sẽ giải đáp.